con tôm nữa mày. Đó. Đó. Trời ơi, tôm gì, gì đẹp chứ hả? Tôm cây. Sao? Đồng con cá lóc bự. Ê! Cá lóc dữ rồi là. Ôi ôi, dần dần dần. Mà lên xin ô, mày dậy mày mua nó đi. Mày dậy mày mua nó đi. Đi lụm bông mà hết bông rồi. Mày dậy mày mua nó đi. Chụp đầu rồi. Na cái gốc mày mua nó đi. Mua nữa nè. Thì hiện tại em đang bán có một con dép nha cả nhà. Có bao màu dép. Đây nâu. Xám xi măng. Và màu đen nha. Chào nha nha. Chào cả nhà. Chào nhà nha. Chúc cả nhà ngày hới hạnh phúc vui vẻ và tràn đầy niềm vui nha. Thì ổng gà đi khắp nơi trần tứ xứ trần rồi. Cũng bắt này bắt kia rồi nhưng mà chưa bắt một thứ nha cả nhà. Thì bữa nay sẽ xuống đây mò những cái con mà nó dài dài và nó dẹp dẹp. Dẹp. Con dẹp hay là sao kêu thường là kêu con trang trang á. Chim chép. Chim chép. Dạ ta. Dạ ăn đậu. Dạ bắt chim chép đó. Đó cái quần. Thì bây giờ sẽ xuống đây mò nha. Tâm ổng thì có hai anh em móc đất lên á thì thấy có con mới nha cả nhà. Bữa nay xuống đây mò nặng đem lên làm món. Quân cọc chặt chưa? Chặt rồi. Không có tuột như vợ anh đậu, yên tâm đi. Tao đâu có như vợ anh đậu. Đâu phải như con đen kia. Này là thằng đen, còn kia là con đen. Này là đen. Có trình chiến này á. Con đen á thì mất cái quần, mà thằng đen á mất cái áo luôn cái quần. Trời lớn vậy. Ừ. Rồi bây giờ xuống đây mò nha cả nhà. Đây là. Ủa, làm gì? Làm một cái luôn á. Mỏm thì có đụng đó, mà đụng bờ bên kia. Bên nên sẽ mò dài 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 đây coi có không nha. Không có thì qua bên mương bên bản. Đây nhiều mương lắm. Thường nó thường nó theo bờ không à? Còn lắm đó nè. Nè. Những cái con trang trang nha cả nhà. Này mò ở trong bờ là có đó. Này là con hơi nhỏ nên thả lại luôn nha. Những con trang trang á. Lụm luôn. Nó nhỏ lắm, để mai mốt mình ăn nữa. Nuôi hả? Cho nó sinh sôi nảy nở, đúng rồi. Chà, nước mát dưới ta. Thôi bị lạnh, bên đây sao ít hơn bên kia. Bên kia là mò đụng cũng nhiều lắm. Con bự bự không? Ừ. Có ngốc bắt không? Ông bự không, ốc bự kia. Ông bự vàng. Bên đây không thấy nè. Từ từ. Qua bên kia kìa, bên này thấy thưa quá. Lâu lâu mới đụng con mà. Mò vô này chứ 3 năm nữa mới có ăn. Mé bờ á. Tiêu luôn quá. Thì từ sáng tới chiều cũng có ăn. Đây con còn ớt. Chích veo rồi. Bóp cái xịp lép luôn. Đây con nữa nè. Nhưng nó nhỏ nha. Cái bắt. Ê đụng đá luôn nè. Với mương nè. Tôi có cá hơn. Đây là không có nuôi hoàn toàn. Là mấy cái mương này là mương thả ngoài đập vô cả nhà. Đây đường con nè cả nhà. Được không? Cũng được. Con này bắt được không? Được. Ê, đi bỏ tao luôn. Con nó bắt được á. Ơ lộ qua mương bên kia, bên đây hơi vắng này cả nhà. Mương kia có nhiều hơn. Bên đây hơi vắng rồi. Thôi, đi bên bản. Em cũng cẩn thận con mấy cái ớt. Con bự nữa không? Bên đây nó nhiều hơn bên kia. Lấy tay gà là biết. Đúng có rồi thôi. Tặng bớt đi. Ngưỡng bớt nữa. Ngưỡng bớt đi. Còn khúc này anh bỏ hả? Chút xíu quay lại bắt sao. Ok. Ngưỡng bớt. Đây có con nè. Đây nữa nè. Dễ có ăn hơn. Bên đây nhiều hơn. Hổng là hai anh em móc lên ăn trọng bá gu ôm á. Đụng nhiều lắm. Nè cả nhà. Nó nhỏ vậy nè. Để nên nhỏ thôi để nuôi. Nói nè. Con bự bự. Thằng nào bự bự lụm hết nha. Thì dưới đây nó cũng Ê con này bự dữ thấy. Đâu. Nè. Trời ơi. Con cây. Nè. Cái này là mấy đụng ở đây nhiều lắm. Bên đó thấy nó ít phóng đại xuống thử coi sao. Nè. Mò hết mấy cái mương này luôn. Có nhiều lắm. Cũng quại trời. Thấy đang coi nè. Nè. Đang kiếm con luôn hả? Đang kiếm hết mấy cái mương này luôn là được rồi. Nè, con này chết cái gì vậy? Đúng con mày mới thải thôi đó. Chết queo rồi. Nè, thả đi hồi lửa. Nhưng mà anh này nhỏ thôi thả lại đi. Mình bắt mấy con bự thôi, mấy con nhỏ này hầu như à. Nuôi lại. Để lại mình ăn sau. Đúng rồi. Nè đây nữa nè. Mà nó nhỏ không à?
nè cả nhà, có thịt ra lò thịt khó thịt ra nè nè cả nhà, nó có riêng không nào bự bự ấy đang con nữa nè mà nó nhỏ quá giờ con bự thôi đụng nhiều lắm nè chứ có hai ba con nữa nè con con nữa nè nhỏ nhỏ ô mai ly luôn á bên bảo đây nè vô không là móc sình đâu có đụng đâu rồi còn mấy mương kia nữa móc sình là biết là có đồ ăn nè, rồi nè nè ủi đang con nữa nè không có con bự bự không à lên tới đây luôn con này mà lụm được rồi nữa nè đây con nữa nè bị đã luôn ê em đứng chỗ không mà bắt được ba ống con à con chứ con bỏ đây đừng em đâu có ấy nữa mấy con nhỏ nhỏ thả vô hồ nó chết hết để cho nó tự nó nằm ở trong bờ đi nhiều lắm cái nhà ơi đi đã lắm đại ừ nó ở trong mé nó lúa cái mỏ ra không cái ông cái đít thịt nó ló ra không nói cho thịt con bự chảo thường cái nhà quơ nhẹ ngang là nó độn lên là biết liền kiểu quơ mé bờ đất cứng thôi ừ. Nó nằm nó cắm vô đó cắm vô nó lúa một tí à mà gờ là đụng là biết liền luôn đụng là biết liền à. Mà nên gờ từ từ nha không mà nó có khúc nha gờ từ từ thôi nếu mà cả nhà gờ lẹ quá là đứt tay á nhẹ nhẹ thôi nhẹ nhẹ thôi mò mò nên mò chim chíp thì con chim chíp rồi coi cái quận còn không nghe à, tao cột cứ ngắt rồi không rồi sao quận đằng sau đây hứng nhiều lắm mấy con nhỏ nhỏ nhiều lắm không biết sao không có thì nè mấy nhỏ nhỏ thì nhiều lắm bữa nay xuống với mương đây đằng đây đằng con rồi bò mới rồi đem lên chứ không biết bự giờ ăn chút cũng được mới rồi gọi bể luôn rồi mình bắt mình ăn luôn đi bể bỏ vô luôn bỏ vô luôn mình mò bên đây cái mình qua bên kia mò nữa bốn năm cái mương này là có bỏ mà không ra cậu năm mò tiếp ra cậu năm mò nữa mò hết khu luôn con nữa mà mò hết khu mò hết khu mà lửa con bự thôi nha cái nhà chứ không có lửa con nhỏ thì nó nhiều quá mà thường á cả nhà đi mò con này nè cái miếng đất nào mà mới lên liếp á cả nhà không có đâu mới lên liếp cũng có lên liếp vài tháng á lên lâu lâu á chứ mới lên liếp đâu có bự nha bự nha bự không ô chân chân về à mà cái này ăn khuya quá không ổn rồi cả nhà này hơi nặng bụng nha hơi nặng bụng xíu nặng bụng hả cái này nó hơi con nữa nè nó hơn hến nhiều nhưng mà mình ăn mình uống thuốc tiêu vô không rồi ăn sớm sớm không sao sợ khuya kìa thì khoảng một giờ sáng mình ăn được rồi mình ăn cái gần sáng một sáng hay làm xong cái năm sáu sáng mình ăn luôn bây giờ mình mò đi tới chiều xong rồi mình đợi một giờ sáng mình làm cái đó con này bự nè đâu bự già nè không bự bằng mày nhưng nó già ừ. Đang con nữa nè lụm luôn vô luôn hơi đã luôn chịu lắm thế cái nhanh ở đục có cái hàng chừng bắt cá luôn á có cá luôn có món mới luôn trà mát mát này ít vô lắm đen con nữa nè mà mình quậy quậy động động có khi nó chạy vô có con tôm nữa mày đâu đâu trời ơi tôm gì đẹp chứ hả tôm cây ê mình làm món này nấu canh chua thử coi à, mới ăn canh chua nữa mình ăn nửa chân nút quá cái kênh 365 ngày nấu canh chua chắc chết luôn á mới bốt kênh mình là thắng ăn canh chua nhưng cậu ôm hai bên bờ thường là rảnh rảnh á là hai anh em xuống đây nhổ mấy cỏ này bỏ nè rồi xong cái gió nó thổi nó gom xuống dưới cái anh em mới hốt đầu tiên thì nó không có hốt đâu đầu tiên là giống hệt là hái xong thả nấm vậy nè cái gió nó thổi về dưới cái gom một cục về thả lên bờ cho nó khô còn không thì đem về cho bò ăn đang thì... con nữa cả nhà công đôi chuyện bé quá mình thả lại nuôi đi mai mốt mình sẽ ăn sao đồng con cá lóc bự cá lóc dữ là dần trời ơi là trời cá lóc thì lên bờ luôn tiếng nổi đậu lên luôn ủa không con nó mập ghê không đó nhà cái giòi cả nhà tính ra dưới quê thì chịu khó là có đồ ăn chịu khó là có đồ ăn à đây con nữa nó giống hệt là không có cao sang bằng ta giống hệt không có thịt bò không có tôm nhưng mà gì đó ở dưới quê á mình không có gì mình bẻ rau mình luộc ăn cũng được đúng không đơn nói gì? Chung là nghĩ là chắc ở dưới quê nó cha qua cha qua
chơi đâu cha? Đi thăm ba thằng bay coi còn sống thì. Dạ. Gãy voi. Cha gãy voi nha cả nhà. Cha qua gãy voi đặng những cái clip clip sầu riêng. Cái gì? Ấy. Bây giờ tết rồi. Múa. Này thì múa. Này thì múa. Mày lên cái đô, mày dậy mày múa nó đi. Mày dậy mày múa nó đi. Đi lụm bông mà hết bông rồi. Mày dậy mày múa nó đi. Chụp đầu rồi. Na cái gốc mày múa nó đi. Múa nữa nè. Cái này quơ vô mặt cũng đứt á. Đứt à. Đứt cái một lần, hai lần, ba lần, bốn lần luôn. Nhiêu không à. Diêu bay gãy cánh hoài. Ủa vậy sao có cánh? Diêu bay bị bắn rớt hoài. Diêu là linh hồn. Tại. Nói với Arduin là linh hồn. Ôi, chỗ hai con luôn. Con bự chán luôn. Suốt ngày con bự bự không? Đừng coi nè. Ê, ôi, ôi, ôi. Này bự bự không ta? Dũng này nhiều quá rồi. Có nè. Hả? Dũng này con cho bá lửa luôn rồi. Ngon, ngon. Thả rồng. Sống được rồi đó. Sống được rồi đó. Nè. Buông. Buông đem. Nó bự bự không quá không. Ủa con chùm bá lửa luôn không? Đâu rồi? Vô vô rồi. Nó chạy đâu được. Thôi vô. Vô. Bên đây con bự bự không à. Ở đây dưới mé nha. Nè. Ôi. Nè. Mấy cái gì vậy? Con này dưới mé trưởng. Dưới, dưới 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 đất sình á. Chứ nó không có nằm trên mé. Một con nữa nè. Dưới đất sình á. Vô. Ủa cái hai con nữa nè. Thôi ngon rồi. Ừ. Con này nhỏ hả? Chứ nó xịn á. Mé ít lắm. Nè, ủa hỏi ốc. Đó, thấy không? Đó, đụng chưa? Đụng chưa? Đụng cái vỏ hả? Ốc. Trên mé nó có nhiều. Đây nè. Thấy không? Đất mềm á, nằm dưới đất sình dưới đây nè. Đụng tép luôn. Mày mỏi dưới đất sình á, đừng có đi đâu á. Đây nè, con chà bá lửa luôn. Trong đụng hổ, trời ơi, thịt kìa. Ô, con bự nó mạch. Cái thịt kìa. Ủa trưởng. Sao mé bên anh ừ. Miếng thịt thôi rồi luôn. Cấp. Đừng có mò ở nè. À, thịt kìa. Trời ơi, lọt lọt. Từ từ thôi, đừng có quăng mạnh. Nè. Con mạnh nó văng hết. Ừ. Cái mục tiêu rồi. Nè. Con mạnh nó văng hết. Đừng có mò. Ở mé. Để mò dưới đất sình á. Cái mò sình lên luôn rồi đó. Này nó nằm ở khúc đất sình. Mà em xui gì vậy không đụng nó. Qua xâm chiếm địa bàn. Chiếm luôn á. Đấy. Nè. Trời ơi. Bánh mày luôn hả? Hai con cho bá lửa luôn hả? Đầu bên em. Mới mở ra đây chứ đâu. Thì giữa mà. Ừ. Nè, bỏ đó giùm em ơi. Ủa con bự bự không á ghê. Thịt dòm thịt đá ghê trời. Ủa mập thụ lu luôn. Nè. Trời ơi. Trời ơi, chào ơi. Chào mọi. Chào ơi. Vuốt tay chào ơi. Đây nè. Phải không? Ừ nó đó. Nhiều luôn. Ừ. Nhiều đó. Còn bự bự không? Nhiều đó đủ chơi. Ê. Tài ơi. Trời ơi làm hết hồn. Mò nhau không vậy? Thằng gốc đi cho nó chạy điều ra dân số ra ăn cho nó có nhiều cây nó nằm ở dưới sình á nè bên anh sao nhiều hơn bên em á cái này không cái bên em không có nhiều không phải mò dưới sình á đừng có mò trên mé nhiều còn bên đây gọi khác rồi bên kia nó nằm ở trên sình còn đây ủa trên mé còn này dưới sình lạnh sần luôn nó nằm dưới sình á. Con bự bự không à, mà bự thủ lưu vậy. Yên là không xin nghe vậy đó. Yên mập tem mà kỳ. Thì ghê. Ê,
giống tao một cái heo mà không có tao gì, giống tao đi mò mót của mày chứ hả? Mà không đụng mấy cái chứ, cái tay mất cảm giác rồi. Ý đang ngồi à, con này chắc khả quá. Ai tốt rồi, nó có bự bự luôn chứ không hề bự. Bắt xong mình lên mình rộng nữa được, nó có mấy tiếng rồi. Đây có ít hơn bên kia nhưng mà được cá con bự bự luôn. Ấm ấm cả bá lưỡi luôn nè. Thôi bỏ bỏ thôi đó, bắt bắt con gì thúi gầm mà gầm cái thúi rồi tới tôi bắt là thúi dữ tại em chưa tới giờ. Hôm qua bắt ở thúi là một cái đó không, này con thúi dữ nhà nhà đó là không nhầm, không nhầm, nhà tôi còn nhiều lắm. Đúng đó, cái này còn nhiều bạn chắc cú coi gặp hàng ngày, người nào cũng gặp hàng ngày chứ, nhưng mà chưa tới thời cơ thôi, hiểu không? Tới thời cơ đi thả đi bên này không ăn cá này bắt con này con bự bự luôn mời ghê không đó, cả nhà thấy thịt ghê không? Ăn mà chập chập em hỏi em cho ăn sạch. Hôm qua hơi bị nóng, nó nóng làm gì cao, mà làm gì cao, chắc nóng không mà làm gì cao, ấy, cao mới bay gì vậy? Để đi hai người đi bên trưởng rồi, ngập vô, mập trang vậy nha, y xin vậy, nằm sâu lắm. Tại giống một ốc vậy, thằng bên coi đen con nữa nè. Bên đen vô em đi vào sình mà xin nó đi nơi bên đây mặt bên đây không mà bỏ anh kia mày đâu có bỏ điều hết chứ đen con nữa nè. Ô cái này sao nè, đen con. Ủa? Mà uống nu lắm. Mấy em này là tới số rồi. Trời. Dạ, yeah, cá hả? Cá chui quần. Ê, đâu đâu? Đâu lộn quần ra nhanh đi. Nè, ủa hai con luôn cho bá lửa luôn. Ôi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi, nó mập. Con này mới là đại ca nè. Đại ca hơn mấy con hồi nãy nè. Không có con nào bự bằng con này luôn nè. Đại ca hơn. Ôi trời ơi, con nó bự. Đại ca ơi, đại ca. Đại nhận tiểu đệ một loại đại ca ơi. Ôi kinh khủng. Lọc Dũng nha. Thôi. Trời ơi, kỹ năng không rõ mà ta. Cái con này nó mập dưới thẳng. Lát lên rộng của nè. Cho nó nhả vô. Bỏ phân bò vô. Đi. Mày ăn luôn. Bỏ nó mày ăn luôn. Đây. Bỏ luôn đó nha. Nguyên buổi luôn. Ôi. Một thao hơi dữ dằn luôn. Thôi mà có nó nghĩ. Một thao quá trời đất luôn đó nha. Trời ơi bự. Mấy con này bự cũng kinh khủng luôn. Bữa nay chắc chơi hai món nha. Một cái thì mấy con lựa mấy nhỏ nhỏ vừa vừa á, là mấy anh em sẽ lấy thịt nó mịt luộc xong lấy thịt đặng chiên nó lên, rồi còn những cái con bự nè, lựa những con bự ra sẽ nướng mỡ hành nha cả nhà. Nát lắm, nát gì bạc bạc luôn á, rồi ăn uống gì tầm này nữa cả nhà. Giờ phải ngâm nữa nữa. Bây giờ ba anh em sẽ ngâm tầm khoảng 2-3 tiếng đồng hồ đi cho nó nhả đất nhả sình gan mớ, rồi mới làm nữa nha. Đây sẽ cắt ớt ra bạn bỏ vô cho nó nhả sình ra nha cả nhà. Chia đây ra hai thao nha cả nhà. Bên đây này con gì nhỏ nhỏ nha cả nhà, còn bên đây là mớ bự nha cả nhà. Đây con bành bành không nè đó, thì để nó qua bên nha.
chút xíu sẽ nướng mỡ hành, còn này thì luộc đặn lấy thịt, chút xíu đặn mình chiên đấy. Đầu bếp này đuổi việc rồi nghe. Này giờ sẽ nó cái này lẹ lắm, để vô nước nó nóng rồi anh nhẹ. Giờ sẽ bỏ vô miếng đồ nêm đấy nha cả nhà, cho nó thấm thấm vô luôn cho nó ngon. Muối nha, miếng hạt nêm, đường luôn, bột ngọt, nước mắm, sẽ chết luôn quá. Bây giờ sẽ để cho nó mở miệng ra, cái đổ ra đặng lấy thịt như cái nha. Này nở cái miệng ở trên nha. Há không ơi. Ôi, cả nhà coi con nở nó mập nè. Thôi bây giờ sẽ nhắc xuống nha cả nhà. Ngâm mấy tiếng hộ bây giờ nó trắng phiếu xương phảo rồi cả nhà. Nhà con nào nó mập nè, ý là mấy con nhỏ nhỏ mà nó mập vậy nè. Ôi trời. Có cầm cỏ nè. Ồ ngâm cái nó trắng phiếu kìa. Nóng. Mê ly. Mới xuống trắng phiếu à. Bây giờ sẽ lấy thịt nó ra ra nha cả nhà. Đặng lát họ trộn với bột chiên. Mà dạ. Chiên cái này sao em nhớ lại cái vụ mà bột chiên tép quá trời luôn. Ồ được á. Cài cứu lắm luôn. Hay quá ta. Hay con khỉ họ tại sao mày hay bây giờ nè. Ngon nha. Thanh ngắt bột. Ngắt bột. Trời ơi. Trời ơi. Đẹp dữ à. Tấm trắng luôn. Con này Rồi. Hồi nãy phải lấy cái kéo dễ hơn. Lấy cái kéo được rồi. Ôi báo thiệt chứ. Hai bịch thôi à? Hai bịch thôi. Trời ơi có hiểu lầm không? Nãy lấy cái kéo thì cắt luôn được rồi. Hồi nó xé ngựa ngựa. Trời xé. Ngựa ngựa. Đây. Giờ giờ vô mấy cọc gà luôn cho nó. Trời ơi tao làm bếp phải dính nhiều chút. Ai gì cây ấy? Xỉu xỉu. Sao còn trong nay đầu bếp hơi bị gung tay, hơi bị gối. Mày ngồi gần đó tao gối nha. Tại vì tao nóng mà hầm hầm như cái vụ mà ăn tép bởi vậy còn cay cú quá như vậy đó. Rồi đưa nổi lên miếng luôn nha, miếng hạt nêm nha, xíu được, xíu đường nữa. Rồi xong rồi phải không? Xong rồi đó. Xíu ngọt đi cho ăn mất trí nhớ được. Trời ơi cũng tắt nữa. Thiên này dính gì rồi? Đánh tròn tròn á, đánh tròn tròn á. Trời ơi, không được đây nè, bảy. Con chèn chèn nó có nước. Vừa vừa thôi chứ không có hồi nữa. Vô đây. Rồi. Cái này không có chuyên môn về bọt nên bởi vì bọt đổ từ lư hết chứ. Trời ơi, làm có cái bánh không bột dính tới đầu. Bởi vậy này làm từ từ thôi đừng gấp. Đúng không? Dục tóc là bốc dục á. Chúc lên. Rồi. Ba trứng gà vô vàng hất luôn rồi cả nhà. Nhà chiên không cũng được á. Chiên không ăn ngon. Giờ đánh ngang cái đi cho nó điềm cái. Đây nè cầm bột đã lắm cả nhà. Nhìn miệng ghê. Rồi giờ sẽ vô miếng luôn nha, hành. Tại vì trong con chen chen á nó có nước nên không có thêm nước nhiều. Đây. Cho hành nhiều vô đi, có thơm ăn cho hơi nát chút. Đây nè, trong đây có nước nhiều lắm cả nhà nên không có thêm nước. Trời ơi rồi xong rồi luôn, kiểu này chắc thêm bịch nước quá bây giờ. Chạy để quậy đi kia gần lát hồi có dìm thêm sao. Này như tép không? Thấy tép không? Mình ăn ít ít bột thì nó ngon nè. Trời ơi chỉnh đã chưa. Thôi cái này chắc thêm bột rồi, nó bị lỏng rồi. Ý là làm kẹo vậy mà nó còn bị lỏng rồi cả nhà. Thôi lấy cái kéo cắt đi, cắt ăn đi. Kéo đi. Rõ rồi. Đây. Chuyện nó nhỏ nhỏ rồi. Giá nó được rồi. Như bánh khọt ha. Ở đây điêu luyện đó. Có kinh nghiệm chiên tép rồi. Ngon. Bây giờ cái này không biết ngon bằng tép không ha. Không biết là mèo được ăn đâu mà. Trời ơi đâu ra vậy. Nổi luôn nha.
lấy trên cái sàn. Chút lên, chút lên. Đó. Giờ cho nó qua bên. Tới miếng thứ hai. Ồ. Đổ nắng con hình con ngạn chi cái luôn. Hình con ngựa giống người ta phải không? Ừ. Cái nữa được ạ. Nó từ từ thôi, coi chừng nó dính nha. Không, không dính. Tại vì dầu nó sôi. Nó thấm qua miếng miếng ra đó rồi. Chiên từ từ nha cái nhà. À, thương rồi đó. Mấy cái này đựng cái là nó rất là mềm, nó không có xương. Tép nó có cái, nó có cái đầu. Đầu mà nó tròn lắm anh ha. Tròn lắm hả? Ngon nữa. Hãy mà tôi cho nó bây giờ. Cứ nhắc hoài. Ngon thiệt mà. Đừng nhắc nữa, hoài nó ăn con hơn mình. Bữa hổng không có hành. Không có hành không? Không, không có hành. Nhớ không, tao được ăn rồi tao biết. Nhưng mà cũng người chế biến mà. Quên. Cũng nhớ nè. Giờ phải làm thử lần là vậy nữa mới nhớ nữa. Vậy hả? Ừ. Giờ bữa cái anh em mình đừng đi lại. Để mình đi đi kéo lưới nha. Đang bao nhiêu nhiều. Đó, chín đó. Được mấy miếng nha. Lát họ chiên cho nó dọn dọn xíu rồi thằng ấy đã cả nha. Hấp dẫn rồi đó. Hấp dẫn à. Cái nào chín thì lấy ra trước nha cả nhà. Đó. Bánh chan chan chiên. Bánh chan chan. Này nó không có chiên giòn bằng mấy cái kia. Tại vì ở trong cái thịt của nó là nó còn nước á, nó mềm. Muốn giòn là cái mặt ngoài phải đen hôi luôn. Không giòn luôn á. Mặt đen ngoài đen hôi cũng không giòn được. Ở trong bao giờ nó ngoài nước chứ. Còn nước nãy giờ nó xèo xèo hoài. Ừ. Oh. Ồ, tao quẳng thao này chi. Mấy bay đi tao quẳng thao này chi. Thôi vậy tao lỗ biết liền. Thôi vậy thôi. Tao còn dẹp kia nữa chi. Ờ ha. Tao còn chăn chăn nướng nha chị. Ừ. Mình đi thì mình hết cái thao mình nổ luôn. Đây. Tiếp tục nha. Mồi mồi lại hả? Khô đã nè. Ôi thơm chịu không nổi luôn á. Cũng dữ lắm, thơm luôn. Còn một mẻ nữa mới hết. Đã xé đằng này. Nè. Mẻ này xong rồi nha cái nha. Giờ chú Tâm qua bên bên kia cái nữa là đem thưởng thức được rồi. Vô miếng bột ngọt nha. Hành quá trời luôn nè. Này đấy có cơm gì? Cơm tắm nè, xíu đường thôi. Thêm thịt nướng rồi ha. Ừ, hạt nêm nha. Và quên miếng muối nữa mày. Lấy miếng muối. Dưới đây. Dồn xíu muối luôn. Rồi. Giờ chờ dầu sôi cái hốt cái này sao. Đây, tới phần mở hành nha. Dầu hành chứ không phải mỡ. Mẹ chứ. Ôi dồi, xíu. Đã. Không phức liền. Xong cái phần này nè. Để nó qua bên. Nếm cho chứ, coi vừa ăn cho chứ. Anh nếm ở cái chú này em thử. Đây. Phần này là phần nướng nha cả nhà. Đây, bên bản còn đang chiên. Chừng cái nó mở cái miệng ra cái là mình băng ra liền. Dưới mới hành vô. Để vừa vô. Còn nó còn băng cái miệng lên nữa. Băng cái miệng cái xía ra. Cái con này cũng mau lắm. Tầm khoảng 5-7 tiếng gì đó. Trời ơi. Vừa vừa hết. Mình nướng từ từ.
5-7 tiếng chắc cháy hết than luôn á. Đây. Này ngon lắm. Con chiên Dũng mà. Thẳng tắp. Sữa sùng đồ này nọ ngon lành nha cả nhà. Thì sữa. Sữa cho nó đẹp lại đó. Rồi bây giờ vô mỡ hành nha. Có đậu phộng trong đây luôn rồi nha cả nhà. Đây đây. Rưới. Sẽ rưới lên. Đó, lên liền. Em nghĩ là rưới vừa thôi. Nó sẽ tràn ra đó. Mấy con nó mập dữ lắm. Mấy con nào thì nó ốm ốm thì gửi rưới được nhiều mỡ hành. Trời ơi. Em chỉ làm thợ canh thôi nha cả nhà. Canh nào sôi lên cái em đem xuống rồi. Cho nó chín hết rồi. Khó quá hết cái đường rồi. Nè nhìn em nè. Ngon không quá chị. Mày thổi hồi cho một quần quá. Cái gì? Thổi hồi cái có cái chỗ khác nó xì ra nó chết luôn á. Trời ơi. Khôi quá. Ở cái mặt cái hai mà. Ủa. Qua đây nè. Nó ngồi góc này nè. Dầu nó xuống. Thôi cái nào sôi sôi cái mình lụm ra đi. Đây nè mấy cái này sôi nè. Để hồi cái nó teo héo. Nó teo nó khô không ngon. Gấp ra luôn á. Để lẹ mới được. Lửa đang cảm héo quá. Nó có khói luôn. Khô quá. Nè cái này nè sôi rồi chứ. Lụm ra chứ. Lẹ tay mới có ăn chứ không. Lẹ tay là ăn dở. Thôi thôi. Người rưới người gấp. Về mới kịp á. Cái này thiếu rồi. Thiếu gì nữa? Thiếu người ăn. Giống mày ăn vậy? Không, cái đó thì không thiếu chắc rồi. Không ý nó là nhiều người gấp người qua người kia ăn luôn á, hiểu không? Đưa luôn á, quy trình. Đó là ý nó nên nó thiếu nó ăn đó không? Dạ qua. Cái nào hôm sau cái mình dạ qua gì nữa. Ôi, thơm. Cái ọc 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 quá trời kìa. Cái nào sôi sôi thì đem xuống kìa. Đó, nó sôi đó. Đã. Có đậu phộng sẵn luôn nè. Ăn vừa thơm vừa béo. Vừa bùi. Đã luôn. Hào, hào nướng như con. Ở nước 15 ngàn hay 10 ngàn con đó. 10 ngàn con không? Cái này em bán 2 ngàn con thôi. 2 ngàn con hả? Ừ. Cũng lợi dữ ha. Lỗ vậy cái khủng khiếp luôn. Sao lỗ? Mình bắt ba tay không mà. Sao lỗ được? Đúng không? Ở bên đây sôi quá trời chứ. Ngày bán tới mấy chục con vậy ha. Mấy chục con mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn con á. Đó, nấu chi không? Đó, có rồi nè. Ờ, để lại. Đổi luôn. Lấy cái khác. Thơm dữ vậy trời. Quá thơm luôn. Quá đã luôn. Bây giờ em show cho cả nhà coi rồi coi nè. Đó. Bây giờ một trong hai mâm mình chọn cái mâm nào? Tao chọn hai mâm. Tao chọn hai mắm, mắm có gì được. Nè cái nhà coi nè. Cái này cắt ra ở trong có chèn chèn nữa không? Không biết là cả nhà tên kêu bằng cái tên gì nhưng mà Diễm. Diễm là con kia. Diễm cờ nữa đó. Còn này con chèn chèn. Đó, chèn chép. Còn này nè. Đó, quá đã luôn cả nhà. Tính ra cái này nếu mà như hào là nó rẻ hơn hào, ăn nhịn đã không ngon hơn. Đúng không? Để coi sao. Mình bắt cái dưa mương là không tốn tiền. Đây, bây giờ mấy anh em sẽ thưởng thức nha cả nhà. Giờ ăn lần trước, nước miếng chả rồi đó. Này, của cái này trước đây. Đây. Ngập ngập nha, hai loại nước chấm hai bên luôn nha. Đó, mời cả nhà nha cả nhà. Sao? Không ngon đâu. Vậy em sẽ review cho cả nhà coi là cái này. Đúng không? Bây giờ em không thích chấm kia, mình chấm cái này. Thích chấm nào chấm? Chấm nào chấm à? Luôn luôn. Khúc cái rổ. Cả nhà ăn cùng em nha. Coi nha, đứt miệng nha.
Rồi ăn gì kì á? Ăn hành trước. Ăn hành, ăn non sức. Này. Ngọt. Ngọt dữ lắm. Quên. Để xuống dưới đạp chết à. Đây đây. Trước khi ăn là phải làm gì không? À, thì chèn chèn vô. Đó, mời cả nhà nha. Ngon quá, dính luôn. Rồi. Đấy, học theo cách của anh em. Đó. Ca ca. Rồi. Cái vô một. Mời cả nhà nha. Đó đã. À. Hai mở cái ăn chút này cả nhà. Bên này thì nước mắm chua ngọt. Ăn thử chiên nè. Thôi ui, nghe giòn rồi đó, nghe rốt lên. Mời cả nhà nha. Rồi bây giờ tới em lấy sang quả chiên. Mời cả nhà. Quá đã. Thì nước mắm chua ngọt ăn chung cái này nha. Cũng nước chấm thần thánh vậy. Cái này ngon hơn hay tép ngon hơn chứ? Cái nào cũng ngon. Tép ngon hơn nha. Chấm nguyên cái vô luôn nha. Mà cái này nha. Tại bạn biết sao tép ngon không? Tại có người không được ăn. Quá hả? Giờ đang mưa nữa hả? Mưa suốt mùa thu. Bão quá. Rồi cái nhà hên rồi sáng mò không mưa. Cái lên ngầm chút xíu nó mưa quá trời mưa. Đó là tới giờ mới có ăn. Mà làm cũng hơi lâu nha. Tính nó màu nhưng mà không tự. Làm tới tối luôn. Đi kiếm bột luôn á. Mình lâm chứ. Đấy. Rớt hột đâu hỏng rồi. Bên đây á thì ăn nó thơm cực kỳ luôn. Còn bên đây á được ăn cực kỳ thơm luôn. Trời ơi, gì kìa. Thằng cái hát nhau. Quá hả? Tính ra cái nào cũng bắt chứ. Ngon cũng đẹp. Hai món làm lâu một cái luôn. Những nhà này cũng hơi bị ngon nha, hơi bị đặc sản nha. Dễ đâu kiếm. Hơi khó nha. Nãy nha. Sợ quá. Vô. Ngoài dữ quá vậy. Được không? Không được nơi này. Đó, còn nhóc trên kìa, dẫn tao chứ. Đúng không? Cái này mới ngon rồi cái nha. Ham nhiều. Ham nhiều. Mốt đi sinh tồn được một cái. Mở nhà nha. Rau vừa ăn dữ rồi. Cái gì? Chấm vào đây thử nước chấm được nha. Thử luôn. Mày nha. Trời ơi, giòn. Nó giòn dữ rồi. Ở ngoài giòn. Rồi cả nhà. Cái này là nằm muỗng múc luôn. Nó trong mới mềm. Đó. Món nào cũng hấp dẫn chứ. Thì vài bữa nữa mấy anh em sẽ có một chuyến đi làm theo yêu cầu của một số anh chị nha. Thì có những cái yêu cầu á em thấy rồi nhưng mà chưa làm được. Tầm vài hôm nữa thì mấy anh em sẽ trình chiến nha. Mời nha. Giòn cực kỳ, trong mềm mềm ngọt. Đã lên. Có phải không? Bên đây thì ăn nó no đã. Rồi cảm giác ngọt. Nó béo. Nào cũng béo chưa? Tại bên đây có dầu. Bên đây thì có trứng. Đó cũng có dầu luôn. Vô cái nhà. Cái nào cũng có dầu chưa? Vô cái nhà. Nhớ rồi. Ngon. Có đậu phộng, có mỡ hành, vô thơm, cực kỳ luôn. Nhìn thịt ngọt đó. Đã lắm đó nha. Giờ hôm nữa thì có một cái chuyến sinh tồn nữa. Cũng xa xa nữa. Ổng sinh tồn gần rồi. Giờ đi xa một chút. Nhưng mà hơi đặc biệt chút nha. Mày vậy nha. Ngon vô cái nha.
Ủa sao không lấy trong này hả? Ở ngoài đẹp. Lấy luôn đi. Có đồng hồng nó bụi thật kìa. Để vô. Ôi quá luôn. Nó gào vô. Không ngon. Trời ơi vô. Dính chùm ăn chùm luôn nha. Em chơi vậy nè. Nồi đó mày ăn gì ăn ai biết. Mạnh ai nó ăn vô cái nha. Mày vậy nha. Ừ. Đó. Ngon. Đó ngon lắm. Em cũng vậy thôi. Thì cả nhà nha. Nè. Rồi cái gấp rau ăn trước. Cứ ăn trước sao rồi. Còn rồi hoạt biển với nhau. Cũng rau biển hả? Rồi. Cũng cũng vô rồi. Cũng vô bao tử không? Ừ. Hai bốn món nào cũng như vậy. Đó. Ăn đổ rồi không? Ăn nào tới không? Tới tới không? Ừ. Ăn ra cái món này cũng có gì cực đi nha. Món ừ. Kia gỡ ra không có đồng đổ dùm chim. Cái này mất để vỏ. Mới nướng được. Món hơi bị dính luôn. Ăn phải ăn hoài. Đã. Miền Tây là gần như biết con này rồi. Ừ. Tây là chuyên gia. Vô nha. Dạ. Mấy nha. Có thằng đồ hồng gì không? Trời. Thì cuốn cái. Cuốn hả? Ngon. Bữa nay chơi bệnh tráng một hai món luôn. Bởi thời gian lâu. Giờ đang mưa kỹ gã không? Ngon. Nhức nát quá. Ăn kiểu này mới mốt vô cái nách luôn. Trên nhà này bặt dữ nè. Béo béo. Béo béo của trứng. Cũng giòn giòn. Cũng ngọt ngọt. Còn bên đây thì cảm giác như thanh mát vậy. Có miếng đậu phộng nó béo béo luôn. Đại. Thế vậy như đại tiệc cả nhà. Nguyên cái bàn luôn. Đó là mấy anh em đã có một cái dự kiến rồi nha. Tầm khoảng chưa tới một tháng nữa thì mấy anh em sẽ có một chuyến đi thiệt là xa luôn. Trước tiên phải cần chuẩn bị. Đúng rồi. Giờ phải chuẩn bị những thứ cho. Phải đầu tư mua đồ nữa. Nhiều cái phải làm. Nhưng mà chuẩn bị mấy cái thứ này nó hơi lâu. Riêng phần mình phải đợi qua cái đợt bão này mới được. Bão này lâu tới 1 tháng chứ không nổi. Thì đó. Đồ món này không được tư. Ấm à, thêm à. Rồi. Thì clip bữa nay cũng dài nha cả nhà. Bây giờ mấy anh em cũng xin kết thúc clip tại đây. Cả nhà có thích á thì nhớ like cho ba anh em cũng như đăng ký kênh. Đặng ba anh em có động lực làm thêm những clip tiếp theo. Thì dài hôm nữa thì mấy anh em sẽ có một chuyến đi xa hơn chút nha. Cả nhà ở đó theo dõi nha. Hay bây giờ chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới hạnh phúc và vui vẻ nha. Bye bye. Bye, bye.